Bà mẹ, giá xe có chiêu chứ phải giá xe thường đâu, mà không thấy cái bóng thằng ma nào tới đây giá đơn trời. Bởi vậy tôi nói rồi, thằng lém này nó rải đinh dạo này sao mà ngộ nha. Hẹn nó cũng không thấy bóng nó đâu hết trơn rồi, thằng lém này cũng lạ nữa. Ây da, trời ơi, bà nội cha đứa nào mà rải khu vực này vậy trời. Thằng nào chửi tao tôi trời. Trời ơi. Ủa mày hả lém? Trời ơi, chứ kỳ quá chị, cái khu vực này em nhớ là em đâu có rải đâu mà thằng nào nó chơi nó rải là đau quá trời, chắc chết quá. Mày đạp đinh hả? Ờ, dính rồi. Cũng vừa lắm. Mày đặt ban dép lào mỏng, mày thấy không? Tao quất dép lào là phải có chiêu, mà dép lào dày, không? Để khỏi mày đạp, không có biết cái gì hết trơn á. Ồ, đẹp trai quá ta. Sáng đi rải đinh mà còn làm rồi cây gậy rồi á. Mà tao quan trọng nhất là từ sáng tới giờ mày đi rải đinh cho chị hai mày chưa? Rải rồi. Trời ơi, chị an tâm đi, tầm nhìn xa trên 10 km, từ đường lớn vô đường nhỏ, đường cái, đường bé, rải luôn trước cổng nhà chị luôn. Ông cứu nào ơi, ông thần sao? Sao? Tự nhiên trước cửa nhà tao mày rải đinh làm gì vậy? Em phải rải như vậy để chị bước ra, chị đạp, chị á một cái rồi biết em có rải đinh. Ông thần sống, ông cứu nào ơi, tự nhiên đinh mày rải ngoài đường cho chúng nó cán đi. Mà rải trước giữa nhà tao làm chi? Anh ra bữa giờ tao giá xe chồng con tao không à. Mà tao nói thiệt mày á, mày rải làm sao tao không có thấy ai tới giá xe hết trơn á. Ủa mà mày cầm cái cây này cây gì mày? Cây này hả? Cây rà hút đinh của em. Mày đi hút đinh á hả? Hả? Mày đi hút đinh mà tao tưởng mày đi gỡ mìn á lém. Gỡ mìn cái gì? Cây hút đinh chị ơi, cây làm ăn. Cái này mày gắn ở đâu? Không phải, này đeo cho nó chuyên nghiệp vậy thôi. Trời ơi, người ta mà gỡ mìn tao mới đem headphone cho nó đừng có bị nổ cái lỗ tai. Nó đừng có ồn, mày đeo làm chi? Đeo này nhiều lúc á em đi rải đinh á người ta chửi em không có nghe, lùng bùng rồi. Mày là sáo rảnh rồi đó, tao nói thiệt á. Mà mày nghề của mày, nghề chánh là rải đinh cho chị hai mày giá. Mà mày đi hút đinh thì còn gì ăn nữa. Không phải, em hút đinh á là em hút đinh của mấy thằng khác nó rải thôi. Em chừa đinh em lại. Ủa mày hút đinh mấy bạn mày hả? Hả? Vậy mà tao cũng đâu có thấy cái bóng nào nó vô đây nó giá xe đâu. Ờ, thì nó cũng hút hết đinh của em rải rồi. Ai hút? Thì mấy bạn em. Sao nó biết chỗ mà nó hút? Nữa. Trời ơi, ông thần trời đất ơi, mày rải đinh mà mày chỉ cho tao hút còn gì nữa. Trời ơi, làm ăn chị không hiểu gì hết, phải có qua có lại mới được chứ. Nó em chỉ nó, mày muốn nó chỉ là em nó vậy mới về được. Chị biết không, bây giờ là thu nhập chánh của em luôn á, cứ em gom đủ ký em đem lên bán da chai lông dịch, đủ ký em lên bán da chai lông dịch. Vậy thì mày đừng bao giờ mày đòi tiền chị hai mày nha. Sao đòi tiền? Đó là nhiệm vụ của chị. Còn bây giờ nhiệm vụ của tôi rải đinh là tôi đã rải xong. Bây giờ lấy tiền công. Giờ tao mày rải đinh mà mày hút đinh hay mày chỉ bạn bè mày hút. Bây giờ tao không có cái xe nào vô đây giá trơn á, làm sao trả tiền cho mày? Nói chung là không có tiền thì miễn có trả xù. Nha, nói chuyện là chơi không chơi ngang nha. Tôi thưa chị á nha, đừng có ngang nha. Em sợ quá. Anh lém em sợ quá. Anh lên em thưa đi. Rồi em lên em nói là tại vì anh lém rải em mới có đinh em giá. Vậy là mày thưa đi. Trời ơi, chị thua tôi là chắc rồi. Cái gì? Đây nè. Cái gì? Khắc tên chị hai. Đinh mà mày khắc tên tao vô chị giống cứu nào. Trời đất ơi, tôi làm ăn rất là chuyên nghiệp chị biết không? Tôi làm cho anh Tư là tôi khắc tên anh Tư đúng không? Chị ba là chị ba, còn chị hai là có tên chị hai, không có lẫn lộn người nào. Trời đất, trời. Đinh mày khắc tên vô rồi công an nó đấm đầu tao sượt sao? Bởi vậy chị đâu có chối được, đúng không? Trả tiền đi. Không trả mày. Ừ. Quê mày. Không trả tiền hả? Không an tâm đâu. Cái gì? Thôi rồi, em nghĩ cái mới chiêu mới rồi. Cái bây gì? Giờ á, chị có hình không? Hình hả? Hình chân dung á, đẹp á, tạo dáng vậy cũng được, Bà mẹ ở nhà tao mới chụp chân dung đẹp đó, mày cầm cái bộ lết cười nè, có duyên lắm. Ừ, vậy được. Chào mày xin đồng tao chi vậy? Em về em rửa ra hết luôn, em dán dùng khỏi khắc mệt lắm. Hai, cái này để đây rảnh làm gì, chắc có để vô cái mỏ mày quá. Mày nghĩ sao, đinh đi rải ở ngoài kia, mày khắc tên tao vô, công an nó hút đầu tao làm sao? Vậy tao cho chối. Thôi, mày ngồi xuống đây. Trời ơi. Trời, cái tay rải đinh mà thơm phức cái mùi đinh luôn nè, đó thương quá nè. Đây nè, đinh này của chị cưng biết không, này là em đó, có cụ méo đàng hoàng đây nè. Đúng rồi, cái mặt ác mà cái đinh nó cũng ác luôn á. Ác như mặt mày á, mặt mày rải đinh riết nó nhọn như cái đinh á. Đây nè, em cầm cái bịch đinh này là của chị, không có cần phải khắc tên khắc nhớ hình. là cái gì nhiệm vụ của em mà sao bây giờ chị làm luôn? Thôi mắc công mày đi hút mệt lắm nè, mày làm ơn mày rải đinh đi. Rải đinh của chị đi, chị hứa với mày khi mà có xế nó vô đây, chị giá cho nó. Điều quan trọng là chị gỡ IC. À. Chị sẽ chia cho em 73 được không? Cái gì? Dữ à. Nghe nó tiền bạc mặt dữ à. Vậy sao bốn? Cái gì? Thì mày ăn giọng nó luôn đi. Đưa giá, đưa rải. Giống vô mày bây giờ mày đòi 5 năm đâu chia cho mày. Em đâu có đòi 5 năm đâu. Ý em nói á là 82, chị 8 em 2. Nhưng mà chị ép em thôi giá đó cũng được.
Cảm ơn chị nha. Mày riết mày ông nội tao ghê vậy. Thôi cảm ơn chị nha. Thôi đi rải đi á. Rồi. Rải cho đều nha. Rồi. Ông nội sắp là đinh của ông nội đi nữa. Khắc tên tôi vô rồi ông chi vậy. Rồi mày cảm ơn chị. Tao đó, tao nói thiệt cho mày nghe nha 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 em. Mày làm ăn vậy là chết người ta rồi. Làm ăn chung chia đôi. Mà làm vậy chết mày đi mày rải giùm tao cái đi. Rồi. Thằng ma này. Úi da. Đạp đinh phải không? Nè. Trời ơi. Đạp đinh đúng không? Sao biết tao đạp đinh? Trời ơi, mới đại thử á. Công nhận á, đinh chị bén thiệt. Bà mẹ mày rảnh lắm hả mày? Tự nhiên mày đẩy đinh kia cho tao đạp vô con nội. Mà anh giật phong còn gánh cho tao ra. Đạp cháu, đạp cháu. Gạt lẻ lắm trời ơi. Đồ đâu rồi trời, lẹ dễ sợ luôn. Cha nội giọt lẹ dễ sợ luôn. Ba đâu con? Ba nào? Cái ông điều khiển chiếc xe này nè. Tôi chạy rồi bà nội. Bà rảnh quá. Sốc quá vậy. Dạ em lấy ghế mời anh xuống. Khỏi. Có đồ nghề. Nể trời ơi em nể quá đại ca ơi. Từ đó giờ mới thấy có xí khỉ trên xe luôn. Bà mẹ xuống trời ơi. Dạ thỉnh đại ca ngồi luôn đại ca. Đó bà ngồi y chang chỗ này luôn. Ngồi xuống. Dạ. Trời cái xe đã quá. Cho em hỏi câu ví dụ được không đại ca? Hỏi muốn hỏi gì hỏi đi. Dạ ví dụ như bạn đèn đỏ sao nó dừng được ha? Không bao giờ ngừng đèn đỏ. Ủa vậy hả? Vậy là mình vượt đèn đỏ không hả đại ca? Cái tiền tôi đóng phạt đó là còn mắc hơn chiếc xe này nữa. Thôi em nể được. Em nể quá trời luôn. Ủa đại ca giờ mình vô đây mình làm gì hả đại ca? Bà làm nghề gì? Dạ giá. Tôi vô đây giá xe. Đâu phải rảnh đâu vô kiếm bà làm gì. Dạ em biết. Dạ bánh trước bánh sau đại ca? Bánh trước. Dạ em nghi rồi. Bánh trước chứ bánh sau sao mà cán nổi. Có nhiều dồn lên đằng trước á mà. Trời ơi công nhận cái phọt hộp với chiếc xe dễ sợ. Người y như cái bình xăng vậy ông nội mẹ. Đã là bánh trước phải không đại ca? Đúng. Dạ rồi bánh trước coi liền luôn. Ba cái này mà ruột đặc mà nó còn lủng nữa. Chết người ta rồi. Mấy cái thằng ma này thiệt. Nó rải đinh là trời ơi. Cái dài đâm lủng ruột con người ta chứ đừng nói ruột xe. Trời ơi cái lỗ xì thấy ghê không đại ca? Xì thấy ớn không? Đó. Đinh bự. Dạ đinh bự rồi em giáo liền cho đại ca. Keo xịn luôn nha đại ca nha. Đó. Ê. Ngồi đọc báo đại ca, đọc báo. Ờ, được. Dạ, đọc báo giải trí nha, em làm này ngon lành lắm nha đại ca. Ngon lành liền. Rồi, cái lỗ chà bá luôn đại ca ơi. Rồi, làm liền đại ca ơi, giá liền. Trời ơi, keo xịn luôn nha đại ca. Làm liền cái này cho. Giá lẻ 30 giây cho đại ca luôn. Bà giá xe bà bệnh nhìn cái gì vậy? Đâu có, đâm dòm chiếc xe bị đẹp quá thiệt, cái xe nó hợp với chủ dễ sợ hợp luôn. Quá trời đẹp luôn đại ca ơi. Rồi. Nửa cây keo của em luôn nha, vô rồi đó. Ơi, dạ, cái gì vậy ca? Gì đại ca? Con nhỏ người mẫu chân dài này nó đẹp thiệt. Bao nào cũng thấy nó. Làm hết hồn. Đại ca đo thử cái tới đầu gối nó chưa? Đứng tới. Bà giá xe không giá mà bà kiếm gì bà vậy? Kiếm gì đâu đại ca, đang coi mà, coi cái xe giá rồi đợi cái keo nó khô. Nãy nè, đang đợi nè, thổi thấy bà luôn nè, cái bánh nó bự. Trời ơi, công nhận nha, bánh xe nó bự như bắp đùi đại ca vậy đó. Trời ơi, đều dễ sợ, chạy xe này hợp dễ sợ đại ca luôn. Thôi! Dạ, sao đại ca? Bánh nhỏ người mẫu này nó có in số điện thoại trên báo nè. Dạ. Để gọi nó chiều qua chở nó uống cà phê. Trời đất ơi, sốc vậy ta. Đứng tới đầu gối nó không đại ca? Có tiền mà, muốn ai mà không được. Trời ơi, ngon quá vậy ta. Ê! Dạ. Gọi nó không bắt máy. Dạ, sao đại ca? Gọi má máy thì sao rồi đó. Đây nè, trời đại ca kiếm chi vòng vòng chứ lực qua đây cái có liền cái hình lộng lẫy luôn. Đó. Đây bấm vô số giùm đại ca luôn nè. Ừ. Trời cái này bằng bấm đảo đại ca rồi alo. Quất bé liền. Đó. Ok, dễ thương không? Dạ dễ thương lắm đại ca, quất liền đại ca. À. Dạ. 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 Dạ sao đại ca được không đại ca, nhỏ dạ. Đẹp quá phải không đại ca? Bà rảnh quá. Dạ sao? Nhà người ta có đám tang bà cho số điện thoại thì gọi chi vậy bà nội? Chết cha vậy hả? Chết rồi chỗ khác đi. Dạ em bậy quá này, tìm bạn bốn phương mà để chung với cáo phó. Không? Còn để không những phúng điếu nữa. Dạ xin lỗi đại ca. Dạ thôi cất tờ báo luôn nha, bỏ đi, bậy quá. Dạ xong rồi đại ca ơi, keo nó khô dữ lắm rồi. Làm chưa? Dạ xong rồi. Nhiêu tiền? Dạ 30.000, 20.000 lỗ. Làm bao nhiêu lỗ? Dạ lỗ rưỡi.
bánh xe người ta cán một lỗ hoặc là hai lỗ làm có lỗ rưỡi. Đại ca làm gì có cửa cán nổi hai lỗ, dạ cán một lỗ rưỡi là may lắm rồi. Dạ em đây làm ăn thật thà lắm, lỗ 20 mà lỗ rưỡi 30, dạ 30 ngàn bạc là phải không? Dạ phải. Tiền bạc không quan trọng, dạ. Quan trọng là giá tốt thôi. Ủa gì kỳ vậy? Ừ. Dạ. Nè, bo luôn. Trời ơi, đại ca, cảm ơn đại ca. Trời ơi, có tay thơm quá, trời ơi, cưng quá. Nhớ thằng trai nhà quá, run quá. Con bà nội con chứ không phải con dạ, trai của bà. Dạ quên, để thấy tức tức nó vừa đó. Mà đại ca dạ quá. Xin lỗi đại ca nha. Dạ sao leo được đại ca, để em đỡ. Được, khỏi cần. Dạ. Xe của tôi biết. Dạ. Trời ơi, sốc em nữa, sốc nữa. Trời ơi, chịu quá, tôi chịu quá. Rồi dạ, chúc đại ca thành công trên đường lái xe luôn. Ủa sao bà giá xe tôi sao giờ xe tôi để không nổi rồi sao? Trời đại ca nó vẫn chơi mà đại ca. Em giá cái bánh chứ không biết là đâu chỉnh rồi đại ca ơi. Mà thường mà xe mà nó không vận hành gì được là bị ba cái IC rồi. Sao bà biết? Trời ơi, ba đồ điện tử nó bệnh hư giờ nào ai mà biết. Mà em biết cái xe này không chạy được là IC. Đây ta bị hoài. Thì bà có IC thay không? Dạ có đại ca. Đại ca khi dễ em hoài, đừng bao giờ thấy em có tiệm nhỏ nhỏ vậy mà không có nha. Thấy nó nhỏ vậy thôi chứ nó có vỏ, cái gì cũng có hết trơn á. Đại ca có internet sợt lên mạng đồ gì luôn á. Wifi đàng hoàng đại ca. Có wifi luôn? Dạ. Thay xe không ta làm luôn cho. Nhiều. Dạ 1,5 triệu. Thường mấy cái xe này là đi xe 1,5 triệu à. Thôi đi qua, tiệm khác. Trời đất ơi, đi tiệm khác không có đâu đại ca ơi. Từ đây cách đây 10 cây số có tiệm giá xe đâu. Có tiệm giá xe rồi mới lú lên làm tiêu diệt liền. 10 cây số đường bây giờ chưa nắng. Sao biết? Trời đất ơi, cái địa bàn của em mà sao không biết. Giờ chẳng lẽ đại ca đẩy bộ, cái tướng đại ca đẩy từ đây 10 cây số tới nơi chắc thung lại còn có một tấc à. Thấy chưa? Phải mướn 4 thằng nó đẩy mà chưa nắng là mướn 4 thằng, thằng nó phải tính 200. Nó đẩy đi đường mà 10 cây số không có một bóng người. Trời ơi, nó nhìn nó thấy tụi con nít bị đặt đi mô tô đập chết giữa đường, nó cướp chiếc xe mô tô nó. Trời ơi, bà mẹ nó giàu có của mà chết giữa đường, chết đường chết chợ, thương quá, thương tâm quá. Ôi, vậy thay em tôi đi. Gì vậy? Chị làm gì vậy? Giờ ăn cơm trưa. Là sao? Cơ quan xí nghiệp nào cũng vậy đó. Tới giờ ăn cơm trưa là gõ thang, 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 thang vô ăn cơm trưa. Mà hỏi đại ca là đã ăn cơm trưa mà kêu thay IC là nó phải tính tiền thêm mà đúng không? 200 tiền công thêm. Cái gì? 1,7 triệu tổng cộng đại ca làm không? Rồi đi tiệm khác. Rồi đi tiệm khác luôn. Cách đây 10 cây số mới có một tiệm giá xe. Mướn một thằng 200, 4 thằng là 800 ngàn đi giữa đường. Nó thấy con nít chạy xe mô tô, nó đập chết. Trời ơi, mà đập cái cỡ này nhỏ nhỏ đâu, nó quăng xác vô rừng. Gia đình kiếm không có. Trời ơi, giàu quá mà chết mất xác trong rừng. Thương quá. Thôi gì làm đi. Gì nữa? Ăn xong phải ngủ, trời ơi, hỏi cả ngàn công nhân thôi. Ai ăn xong mà không ngủ trời. Nghỉ trưa là có 1,5 tiếng nữa, tiếng ăn 1 tiếng ngủ. Mà hỏi đại ca cô đang ngủ mà kêu dậy 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 sửa IC ơi. Bà mẹ nó quýnh mổ máu không thôi á. Giờ cái tờ ngủ mà thay IC là phải thêm 200. Nói chung tổng cộng là giờ công IC luôn là 1,9 triệu á. Đại ca làm không? Cái gì? Đừng có la, 10 cây số đẩy xe 4 thằng nó đập chết nó cướp xe nữa. Bà ăn cơm với bà ngủ cũng tính tiền công nữa hả? Thì giờ đại ca làm thôi à, em giờ em cũng mệt lắm rồi. Dạ làm đại ca chịu. Thôi thôi, làm với tôi với bà nội. Rồi chịu chính không? Trời thường mà đàn bà con gái mà chưa nắng ngồi ngoài đường giá xe vậy mà thay cho người ta mà giàu có vậy thay bo cho 100 là 2 triệu lắm. Không. Chịu chính là chịu chính à. Rồi chịu chính gì đâu dữ vậy? Trời la lớn quá. Được rồi, 2 triệu. Không có nè, em gõ chơi cho vui vậy thôi, gõ cho tỉnh ngủ đi làm cho đại gia. Rồi, làm luôn. Hai luôn cái IC phải không? Rồi, đại ca ngồi đọc báo đại ca. Đại ca làm nghề gì đại ca? Vận động viên. Vận động viên? Nhìn cái tướng là biết vận động viên bóng rổ rồi phải không đại ca? Bà nghĩ sao hả? Theo quên. Cái tướng tôi vậy, đừng có tớ gỗ đâu mà chơi. Có, em tưởng đại ca làm trái banh cho ta bỏ vô cái rổ. Ủa vậy, ủa vận động viên vậy đại ca? Vận động viên môn thể thao nào vậy đại ca? Bì da. Có, em tưởng đại ca làm trái banh cho ta bỏ vô cái rổ. Ủa vậy, ủa vận động viên vậy đại ca? Vận động viên môn thể thao nào vậy đại ca? Bì da. Cho em hỏi câu ví dụ được không? Hỏi đi. Ví dụ đại ca làm vận động viên bì da có đứng tới cái bàn để thục không ta? Không. Nghi rồi. Lụm bi rồi. Trời ơi, lụm bi mà làm hết hồn. Rồi xong đại ca ơi. Đẹp đó. Luôn, không đẹp không ăn tiền. Đó, dạ thỉnh đại ca lên luôn. Để thử rồi nha. Dạ. Đại ca. Gì? Được không để em phụ? Được. Dạ. Nhìn thương quá như thằng trai nhà vậy đó. Ghét ghê sợ. Được không đại ca? Về số chưa nha, để xúc tôi lên cành cây tôi nằm ở trên coi kỳ lắm à.
nghe cái tiếng bô luôn nghe đã rồi ha. Sao đại ca được đại ca? Được. Dạ. Dạ. Dạ 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 chấm giùm tôi coi. Dạ. Dạ tắt máy đại ca. Gạt dạ. Dạ gạt chứ, vậy? Phải gạt chứ sao mà không gạt được. Em đố đại ca vừa gạt vừa chạy đó. Vậy gạt chấm đi tôi đi về ra về. Trời đại ca giỡn chơi hoài giỡn mày mày. Con nó giỡn hoài chưa có đưa triệu chứng. À, có triệu chứng em gạt tới cái gì luôn. Dạ. Có triệu chứng là gạt tới cái gì luôn đại ca. Dạ, cũng làm được hết trơn á, có tiền là được à. Trời ơi, tiền 500 không à. Nãy này mà không thay là đi giữa đường nó đập chết thiệt hết chứ. Em đếm giùm đại ca cho. Nè, 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, y chang 1 triệu 9 bo cho gơ đẹp thay bánh xe, 100 ngàn nó đủ 2 triệu. Không. Dạ sao vậy? Thôi. Dạ không có tiền thối đâu, cho em luôn đi. Nắng quá mà, gái đẹp, hồi xưa em đẹp lắm đại ca. Rồi em qua hậu mà, em thay riết mà giờ em già em héo, xấu dữ vậy đó. Em có chồng chưa? Dạ, dạ chưa, dạ có con 4 đứa, nè, mua 1 tặng 4 luôn. Ủa kìa? Dạ. Chưa có chồng lại có con? Dạ, không biết nữa, làm như ta khuyến mãi em vậy đó. Em khoái ba vụ khuyến mãi lắm, dạ em xin đại ca 100 thôi, đại ca. Nói chơi thôi, chứ dạ. Em dễ thương. Dạ. Ghi số điện thoại nhớ chiều tới rượu uống cà phê. Ok. Ủa mà có cái thang cho em không chứ xe này cũng à? Cũng xúc phạm chiều cao em lắm đó nha đại ca. Có thang cho em bên đây nè. Dạ rồi dạ. Rồi để xe đại ca. Lên đường luôn. Dạ gạt chống cho đại ca luôn cô bay. Trời ơi bà mẹ xe có số đề luôn lần đầu tiên cha thằng tôi mẹ tôi mới thấy. Bye bye đại ca. Chúc an toàn cho ta luôn. Trời ơi tại tội nghiệp quá biết về tới nhà không nữa. Chẳng lẽ ngày mai cách đi 10 cây có báo hung tin một đứa bé chạy mô tô té lòi bắn họng ta. Trời ơi vô 2 triệu là thấy êm rồi. Ây cha. Rồi tới luôn đại ca. Dạ. Nhỏ đâu đại ca? Nhóc đâu? Nhỏ nào chị? Thằng nhóc mà vận hành chiếc xe này đại ca. Con đại ca. Tôi vận hành chứ thằng nhóc nào. Trời ơi đó sốc nữa. Dạ mời đại ca ngồi luôn. Nay giờ gặp gì đâu không mà trời. Cha nội kia chút ép chạy chiếc xe mà khủng khiếp lùng mã tử chạy chiếc đó. Chiếc này dài thòn lòn dài chạy chiếc này đây ca. Chị coi giá bánh xe giùm tôi. Dạ bánh trước bánh sau đây ca. Bánh sau. Dạ nhìn là biết bánh sau vậy bánh trước có nhiều ông dồn như bánh sau hết thì còn gì nữa. Rồi đây có báo luôn đại ca ơi mời đại ca đọc báo luôn. Dạ trong đây mấy cô giờ dài đẹp lắm có số điện thoại có thể làm quen được luôn nha đại ca. Chị coi lại giá liền cho tôi đi tôi rồi. Đang cần đi gấp. Kiểm tra liền cho. Trời ơi. Làm luôn, tới luôn, tới luôn. Đại ca đọc báo đại ca. Để em làm cho. Con đường này cũng vắng vẻ quá hả chị. Trời ơi này vậy mà cũng ruột đặc ha. Dạ vắng lắm đại ca đường này 10 cây số mới có một tiệm giá xe nha. Cỡ đại ca mà bị lũng vậy nè. Mà không giá chỗ em đi đẩy xe 10 cây số á. Không có một bóng người luôn. Dạ đường vắng lắm, nguy hiểm lắm. Mà đẩy cái xe này mệt là phải mướn người ta đẩy. Mướn đi đường mà thấy người có của đập chết. Cướp xe, cướp của chết giữa đường nữa đại ca. Rồi. Chị ở đây mình hả? Dạ em ở con mình nè đại ca, được có 4 đứa con. Dạ. Trời ơi, rồi ba đó có lo cho tụi nó không? Dạ bốn đứa ba khác nhau cho nên không biết ba nào ra ba nào, không có thằng nào nó cho tiền đó đại ca. Nhưng mà vui đó đại ca. Dạ 4 đứa con em 4 màu da khác nhau dễ thương lắm, nhìn vô cái giống như là Liên Hiệp Quốc vậy đó. Đứa màu cưng lắm 4 đứa. Dạ. Thôi chị lo giá liền cho dạ, tôi. Dạ giá liền đại ca ơi, coi cho cái xe dễ thương quá, cái xe hàng độc quá trời luôn. Lũng nhiều lỗ không chị? Dạ có 3 lỗ đại ca ơi. Hả trời. Cái gì dữ vậy? Dạ trời ơi, cái thay đại ca vậy mà đè lên cái xe này em tưởng trò chơi nít không hả chứ. Có nhiều nó ghim vô đây hết luôn nè, đó em lao xe đại ca luôn thấy chưa? Xe nhỏ mà lao, xe bự là em có lao đâu nha. Bởi vì thiệt quá cái xe. Mấy cái đứa này thiệt khốn nạn, ăn ở thất nhân thất đức. Đường xá của người ta vậy mà nó chơi nó rải đinh vậy đó. Người ta cán qua rồi gây ra tai nạn. Có đại ca ơi, đại ca cũng thông cảm vì hoàn cảnh rồi, người ta khổ người ta mới làm vậy đại ca. Trời ơi, phụ nữ mà nách 4 đứa con không chồng mà ta tội nghiệp ta đại ca, rủa ta vậy tội quá. Ủa sao chị tả tả hơi nghe thấy giống chị quá vậy, phụ nữ 4 đứa con. Dạ đâu có, em tả là em tả vậy thôi, còn mấy cái thằng ma rải đinh ngoài em mà nhiệm vụ em chỉ có giá thôi, thằng nào giả rải em giá. Dạ. Rồi, ba chị biết rồi. Không? Cái vụ mà rải đinh giống vậy nè. Dạ. Theo bộ luật hình sự giao thông đó. Điều 156 trên 8 dưới 6 dạ. Trang 52 hình như là dòng 45 đó chị dạ. Thì là người rải đinh dạ. Gây ra tai nạn sẽ có ở thể là bị phạt tù từ 3 tới 7 năm tù. Mà nếu mà gây ra tai nạn liên hoàn thì có thể dẫn án đến tù chung thân dạ. Lũng đúng mà... xe mà tù chung thân là hả đại ca? Cái đó là chưa hết đó chị dạ, đại ca hiểu khi mà quá. Vô tới trong tù dạ. Gặp thằng đại ca thằng đại bàng nha nó dạ. Đâu có tha đọc báo đại ca đọc báo đi đại ca không tôi nói cho chị biết dạ
gặp đại bàng là nó đâu có tha mấy cái vụ này. Dạ. Nó bắt cái thằng đó vô, để lên bàn tay lên, để cái đinh vô đâm. Dạ. Hủng bàn tay cho nó chừa cái tật mà rải đinh hại người. Dạ. Mà chưa, cái đó là thằng nào nó hiền hiền thôi. Dạ. Gặp tình đại bàng nào mà nó giữ đi, bỏ đinh vô trong cơm, nó trộn lên ăn cho lòi ruột, lũng bao tử, ngồi cho giá. Mà giá không được là chết. Dạ. Vậy thấy chưa, chưa dạ. Có mãn tù, coi như là đã tù, bị tử hình rồi. Dạ, dữ vậy đại ca. Trời ơi, ta giá có cái lỗ xe nhỏ xíu vậy mà đại ca tả vậy tôi tự hình tới ghê vậy đại ca. Mà sao nãy giờ tôi thấy chị không lo giá bánh xe sao tôi mà chị cứ làm gì coi cái xe dạ, tôi dạ có vậy. Hàng độc, em ngắm vậy thôi, em ngắm cái xe thôi, hàng độc mà, dạ. Rồi giờ sao, xong chưa? Dạ thưa đại ca, xong, dạ xong rồi đại ca. Xong rồi hả? Dạ. Chị bao nhiêu vậy chị? Dạ ba lỗ 60, lỗ đại ca thêm 10 ngàn nữa còn 50, đó dễ thương đại ca. Chị hiền lành quá. Dạ em hiền lắm. Giúp người vậy là tốt lắm. Dạ. 50 dạ. Hả? Dạ. Khỏi thôi. Dạ, năm chục thối ông nội tôi nữa thôi. Dạ, thỉnh lại ca lên xe. Dạ, đi luôn. Dạ, mới tắm cho chiếc xe luôn rồi đó ca. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Sao nãy nó không nổ chị? Nãy tôi chạy vô ngon lành lắm mà. Dạ, chạy nãy ngon lành, giờ không ngon lành thì chắc bị IC rồi đại ca. Sao chị biết? Trời, sao không biết? Ba cái đồ điện muốn hư là hư à. Dạ, mà đại ca nghĩ coi giờ hư IC, chẳng lẽ giờ để bộ về. 10 cây số mới có một chỗ thay đó. Mà đi đường vắng không có ai trơn á, cỡ đẹp trai mà cưỡi cái xe lạ vậy ra đập đầu cái bóp, nó thải xác vô rừng, nó cướp chiếc xe về cho con nó chơi, thay xe đi đại ca. Dạ em có IC luôn. Chị có IC luôn. Dạ tiệm nhỏ vậy chứ cái gì cũng có trơn á. Tại vì chị nói cảnh vật xung quanh đây tôi nhìn lại tôi nhớ đến ngày xưa. Dạ. Đi mới 18 năm mà bây giờ cảnh vật xung quanh thay đổi quá chị. Rồi xong Việt Kiều, Việt Kiều. Đại ca, thay luôn cái IC cho lẹ, mình Việt Kiều mà chơi cho tới luôn. Dạ 3 triệu đại ca. Hả? Dạ. Cái xe này tôi mua có 2,5 triệu mà giờ thay cục AC tới 3 triệu là sao? Trời đất ơi, tại đại gia chơi hàng độc, đúng không? Chẳng lẽ giờ mà đẩy bộ lên cà cốc về đến nhà nó lùng lại còn có khúc vậy nè. Mà nguyên cả sớm nó cười mình quên chơi hàng độc là phải chịu. Thay đại ca có 3 triệu 150 đô à hả đại ca? Em thay cho. Rồi, chị thay đi. Dạ, thay đó, lẹ luôn, cái gì cũng có trơn, lao xe là sẽ luôn, 30 giây. Trời ơi, Việt Kiều mà. Ủa, đại ca đi 18 năm rồi ở bển đại ca, ở bang nào đại ca? K3. Bà mẹ, Mỹ có Cali mà giờ nó có K3, sao nó không báo mình ta? Ủa, đại ca, K3 nằm tiểu bang nào vậy đại ca? Chị nói cái gì mà ở tới bên Mỹ dữ vậy? Dạ chứ nó đâu? K3 là trên nước mình nè. Ủa, vậy là đại ca không phải Việt Kiều hả? Tôi đâu phải Việt Kiều. Ủa, không phải Việt Kiều mà đi đâu đến 18 năm lận? Ở tù. Đại ca đùa, cứ đùa. Đùa gì, K3 là cái số phòng của tôi á. Ủa vậy đại ca? Ừ. Đại ca tù hả? 18 năm là tội nặng lắm đại ca. Đại ca làm gì mà ở tù dữ đại ca? Giết người. Sao mà đại ca giết người vậy đại ca? Thì ngày xưa thì chị biết rồi. Cái lúc mình còn trẻ đó. Tuổi trẻ thì nó nóng nảy, bồng bột. Chị biết không? Dạ biết. 18 năm trước cái cũng trên cái con đường này nè. Dạ. Rồi tôi cũng chạy xe. Rồi bị cán đinh. Dạ. Rồi dắt vô đây nhờ người ta giá giùm. Dạ. Không ngờ là nó chơi nó luộc cái cục buri của tôi. Dạ. Rồi nóng nảy. Dạ. Nhất thời. Trời ơi, rút gần chi vậy ba? Làm gì đại ca? Cầm con dao. Dạ. Trời ơi, làm gì vậy đại ca? Đâm nó. Trời ơi, lấy cái bù ri mà nó đâm một đội mẹ ơi. Rồi lấy cái xe không biết nó cắt cái gì. Dạ sao đại ca? Thì bị bắt ở tù. Hả? Đúng ra là tại người ta là bắt tôi tử hình đó. Dạ. Nhưng mà nhờ tôi đi tự thú. Dạ. Cho nên là cho thành án chung thân. Trời ơi. Rồi nhờ vô trong đó tôi cải tạo tốt. Dạ. Cho tôi ra sớm. Ngày tôi ra tù. Dạ. Ta trả lại cho tôi cây dao này coi như làm kỷ niệm. Trời đất ơi, lấy ra cái đồ quỷ đó làm cái gì kỷ niệm đại ca. Đại ca ơi. Dạ. Đại ca. Hả? Dạ xong rồi em thỉnh đại ca lên xe đi. Xong rồi hả? Dạ. Đi đại ca. Thiếu chị nhiêu? Dạ không có nhiêu trơn, ba cái đồ quỷ đồ Trung Quốc tôi cũng thay cho đại ca chấm mấy tặng đại ca đi luôn. Không, bao nhiêu? Dạ không có nhiêu đâu đại ca. Dạ đại ca đi, em thỉnh đại ca đi mà. Không, bao nhiêu? Dạ 2 triệu đại ca, 2 triệu anh ra, 2 triệu. Em thề với anh, từ sáng giờ em gạt được có con thằng lụng mã tử lấy 2 triệu đó anh trai. Dạ đúng 24 tờ luôn nè anh trai. Dạ bỏ túi ra anh trai.
Dạ, dạ em lên xe đi đó. Vậy làm vậy là sao? Dạ em lỡ rồi anh trai. Nhưng mà em tháo ra em lắp ra liền. Em tháo cục IC của anh trai em bỏ vô liền đó. Dạ. Nói vậy là chị nãy giờ chị tháo cục AC của tôi hả? Dạ em tháo em lắp vô liền rồi đại ca. Không lẽ chị muốn tôi ở tù lại lần nữa sao? Dạ không có, đại ca đừng vô tù. Còn thiệt đó, dạ con, dạ con đại ca ơi, dạ con. Dạ con chịu rưỡi đừng vô tù. Dạ qua qua đây mướn phòng máy lạnh nằm mát lắm đừng vô tù. Dạ còn chịu rưỡi nè, xin thiệt trên người của em không còn đồng cắt nào hết trơn á. Dạ lắc cũng có rõ ràng đồng cắt nữa đại ca. Dạ, đại ca lên xe đi em đại ca. Dạ, dạ đi đại ca. Dạ xếp cái dao đại ca. Cái gì vậy? Trời ơi. Tù mà ăn cơm đúng giờ đó. Trời ơi. Dạ có ăn cơm đúng giờ đó đại ca. Đúng giờ gì? Dạ thường là trước khi tử hình phải gõ kẽn giống vậy. Em lại đại ca. Dạ em còn đứa con nhỏ mới 2 tuổi rưỡi à, chút xíu rồi đại ca. Dạ em tỉnh đại ca, lên xe đi đại ca. Tại sao tôi lại giết người? Tại sao tôi lại giết người? Tại sao? Dạ. Tại sao? Xong. Không hiểu. Trời ơi, mới về hả? Mới về. Khỏe không? Tao cũng khỏe. Dạ, trời đất ơi, lâu quá mới gặp lại tướng tá rồi cũng... Thôi bộ ngon rồi, chổng ngon phải không? Được. Thôi, rồi, mày ở đây, tao đi về á. Hộp cơm chổng đúng không? Thôi, tao đi về trước á. Thôi, đi chơi. Đi. Ê, lép ngủ đi, cà phê. Mày lép tao lại. Mày rủ nó lại uống cà phê, chi? Trời ơi. Mà người rủ tự nhiên mày rủ thằng giết người ở lại uống cà phê. Cái gì giết người? Sao đó? Ai nói bà nói giết người? Nó giết người nó mới ở tù 18 năm ra đó ông nội. Trời đất ơi, mà gì sao vậy? Ai nói? Nó nói ở tù 18 năm. Trời đất ơi, nó mới ở trong bệnh viện tâm thần mới ra. Làm gì vậy chồng? Trời đất ơi, nó bị bệnh tâm thần. Bệnh gì? Nó bị nặng lắm, cái đầu của nó lúc nào nó cũng nghĩ là nó ai ăn cắp IC của nó, ai ăn cắp Muri của nó. Rồi nó cầm dao nó giết. Chứ đâu nó có cái gì đâu, nó hiền khô mà. Ủa vậy làm cô nội tôi tâm thần hả? Ừ. Bị bệnh quan tưởng hả? Ừ. Trời sao nãy làm giống quá vậy trời? Trời sao em chịu nói tao, sao em chịu xin nhắn tao? Tao sợ quá, tao giao tiền cho nó hết trơn. Hồi nãy tao cấy quần lùng mà tử được 2 triệu. Rồi cái còn nhiêu tiền vốn tao chịu rửa tao đưa. Trời người tao lắc không ra một cắt nữa mày rờ cái gì? Vậy sao nãy bà nói tôi là bà hết tiền? Tôi hết tiền rồi, tiền vốn là vốn của tao mua IC. Trời ơi trời, vậy là rút cuộc rồi nãy giờ bà giao tôi đã đinh đã không còn đồng bạc nào hả? Có tiền đâu trả mày. Mày cũng hay quá, bạn mày hết lựa bạn chơi, lựa bạn tâm thần mày chơi. Làm gì vậy? Tới giờ làm gì? Bà nghe cái âm thanh này quen lắm nè. Chị giờ này mày đòi ăn cơm trưa, tiền nó ăn cơm trưa mày. Ai nói ăn cơm trưa? Chứ mày làm gì? Tôi xử bà. Trời đất ơi,